Tại buổi họp báo chiều ngày 11 tháng 10 ở Hà Nội, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã thông báo tăng giá bán lẻ điện bình quân thêm 4,8%, đưa mức giá từ 2.006,79 đồng trên kWh lên 2.103,11 đồng trên kWh, chưa bao gồm VAT. Việc tăng thêm hơn 96,32 đồng trên kWh này, theo đại diện EVN, nhằm giảm thiểu tác động của việc lỗ lớn trong hoạt động sản xuất kinh doanh, đồng thời giảm thiểu ảnh hưởng đến nền kinh tế và đời sống người dân. Bộ Công Thương cũng đã ban hành quyết định số 2.699, quy định chi tiết về giá bán điện cho các nhóm khách hàng và đơn vị bán lẻ điện. Theo EVN, việc điều chỉnh lần này sẽ không ảnh hưởng nhiều đến các hộ nghèo và gia đình chính sách. Với những biện pháp hỗ trợ, thống kê cho thấy năm 2023 có hơn 815.000 hộ nghèo và gia đình chính sách được hỗ trợ tiền điện theo các quy định của chính phủ. Trước đó, vào ngày 10 tháng 10, Bộ Công Thương đã công bố kết quả kiểm tra chi phí sản xuất điện năm 2023 của EVN. Với giá thành sản xuất điện là 2.088,9 đồng trên kWh, EVN đã ghi nhận khoản lỗ tới 34.244 tỷ đồng trong năm 2023. Tuy đã thu về hơn 12.423 tỷ đồng từ các hoạt động khác, tổng cộng hoạt động sản xuất điện và các hoạt động liên quan của EVN vẫn lỗ hơn 21.821 tỷ đồng. Đây là lần điều chỉnh giá điện thứ 3 trong vòng 2 năm gần đây. Lần gần nhất là ngày 9 tháng 11 năm 2023 với mức tăng 4,5% và trước đó là đợt tăng 3% vào tháng 5 năm 2023.